Công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 người trong đường dây cá độ bóng đá và ghi số đề hoạt động trên địa bàn với quy mô khủng. Trong đó, 3 người bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc gồm Phan Minh Hùng, 30 tuổi, Phan Diệt Hùng, 29 tuổi, Nguyễn Thành Tâm, 49 tuổi, cùng ngụ tại xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng. 4 người bị bắt về hành vi đánh bạc gồm Nguyễn Ngọc Quệ, 36 tuổi, Phan Thị Hồng Ngọc, 43 tuổi, Trương Tấn Đạt, 34 tuổi và Quỳnh Ngọc Dung, 39 tuổi, đều ngụ thị xã Trảng Bàng. Trước đó, vào đêm ngày 24 tháng 10, công an đột kích vào nhà Nguyễn Thành Tâm, bắt quả tang Tâm và các đối tượng khác đang tính tiền thắng thua cho người mua số đề. Qua điều tra, từ đầu tháng 9 đến nay, đường dây này đã tổ chức cá độ bóng đá cho khoảng 20 người tham gia với tổng số tiền thắng thua lên đến 24 tỷ đồng.